Dạ bà nội. Làm gì? Oh my god, what is that? Chú mèo quạo bị Sen bóc phốt, hung dữ phong bạc. Tế mèo quạo này xứng đáng trở thành thánh phong bạc của năm. Tuy bản chất nhát như thỏ đế, nhưng khi có cơ hội là ảnh phong bạc sự hung dữ hết cỡ luôn. Ngoài đường có chuyện gì là anh chỉ dám ngồi trong nhà để hóng. Đợi hễ bước chân ra ngoài là rén liền. Coi cái mặt nó kìa trời, láo lia con mắt gì đó. Mấy con chó hàng xóm cắn lộn ì xèo đằng trước. Làm nhỏ đang ngủ quá hả, nhỏ giật mình, nhỏ dựng lung đuôi chứ. Cái mặt á thì còn xe ke nhưng mà vẫn đứng trên đó để hóng gamma nha. Có chuyện gì vậy mọi người? Chuyện gì vậy? Trời ơi, mọi người thấy mình đang nói hổ báo vậy thôi chứ hả, nó nhát cấy à. Con quạo quạo mà nó đi ra khỏi khu vực nhà tôi á là nó bắt đầu nó nhát liền à. Kiểu giống như mà ra khỏi vùng lãnh thổ của nó vậy đó. Tuy vậy nhưng khi ở lãnh thổ của bản thân là thằng quạo nó hung hăng lắm, một mình bắt nạt cả hai em chó. Cái mèo này không những thích phong bạc mà còn hay làm màu, cậy thế nên thường hay múa vỏ mèo để khiêu kết mấy em chó trong nhà. Dạ bà nội. Làm gì? Oh my god, what is that? Nó mà gặp mấy con chó lạ là nó sợ dữ lắm, nó chạy liền à. Hai cái con chó duy nhất trên đời này nó không sợ là con Su Su và con Silay. Bị sống với nhau từ nhỏ, bởi vậy đâu có kiêng nể với nhau gì đâu. Nó với con Su giỡn thì muốn banh cái nhà. Còn mà gặp Silay thì nó liếc, nó hay. Mà cái chiêu liếc hù phong bạc của nó thì chỉ có con Silay sợ thôi. Con Su hả, sống chung một nhà bởi vì nó quá quen kìa. Ôi trời 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 trời. Sống chung quá lâu nên em chó Su thừa hiểu bản tính của nó nên đâu có sợ. Lúc bị Su bơ đẹp thì quạo nó quê. Mà tới khi thằng Su cấu lên sẵn sàng cơm bát trực tiếp là quạo sủng nửa liền. Bởi thế mà mỗi lần đánh không lại, thằng quạo vô thế hèn tiếp là quay qua mắt lẻo với anh chủ để được bên vực. Đặt liếc liếc được nó kìa. Hình thức thì ok, còn sát thương thì 0%. Múa vỗ mèo ghê quá, bà Giang Su đâu thèm đếm xỉa tới đâu. Cái ảnh thấy không ai đếm xỉa ảnh, cái ảnh huê. Thích ghê á, cho bộ đếm tay rồi cho anh ta đừng để ý. Mà hai cái con quỷ yêu này nó giỡn với nhau nhây lắm nha. Mà phải hai đứa nó giỡn ên với nhau á, nói gì đâu. Mỗi lần nó giỡn là chạy lại tôi không à. Xong cái hai đứa ngồi giật qua giật lại, xong giật chúng tôi luôn. Trời trời, cứu tao đi trời. Trời ơi trời, đó nè. Trời ơi trời. Bà nội ơi, bắt đầu thấy đánh không lại cái chạy lại tôi. Khúc này Su cắn cái chân đó nè, xong cái nó liếc mắt qua tôi để tôi la con Su. Ngồi trên cái ngai vàng mà bởi vậy đâu sợ gì đâu. Bữa nào mà còn cự lộn mà liên lụy tới tao ha, tao cho cúi lên bàn hết, mỗi đứa 5 cây, khỏi nó nhiều. Poodle giả vờ ngủ khi bị mẹ phát hiện cắn phá đồ. Trời ơi là trời, thiệt cái thằng này mà có ai cho nó đi diễn xuất thì tôi cũng cho nó đi làm diễn viên về kênh của động vật quá à. Lấy cái khẩu trang cắn tơi bời, cắn nát ra rồi nằm ngủ. Nếu có một bộ phim về động vật mà cần một diễn viên xuất sắc như Hollywood, chắc chắn em chó Bông sẽ được đề cử đầu tiên. Phải nói đây là một diễn viên diễn cảnh ngủ đỉnh nóng nhất. Sau mỗi lần bị phát hiện gây ra lỗi, nói vừa phút trước nó còn mãi mê cắn rách khẩu trang và vỏ chai nước, mà tới khi bị mẹ bắt tại trận, cô cậu bỗng lăn ra ngủ say cỡ này đây. Cắn phá cái khẩu trang nè, quần ngủ gục luôn nha cô chú. Rồi lấy cái chai cắn nữa. Rồi giờ cái tôi la lên, nó bắt đầu diễn cái nét đi ngủ. Trời ơi là trời, thiệt cái thằng này mà có ai cho nó đi diễn xuất thì tôi cũng cho nó đi làm diễn viên về kênh của động vật quá à. Đó, mọi người thấy nó phá dữ không? Là mày ngủ dữ chưa? Lấy cái khẩu trang cắn tơi bời, cắn nát ra. Còn cái chai kế bên đây cũng cắn cái mạc của người ta ra. Rồi nằm ngủ. Phá quá trời, phá rồi đó trời. Cắn xong rồi phá phải không? Tự dưng bị phát hiện cái buồn ngủ ngang vậy đó. Nó nghĩ giả bộ ngủ vậy là mẹ sẽ không biết do mình làm. Thấy cảnh này mà mẹ em chán không buồn nói luôn. Thằng Bông đúng là một đứa quá âm mưu rồi.